Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn, quý bà con Phật tử gần xa. Tiếp theo chương trình Theo Bước Chân Thầy Thích Minh Tuệ, hôm nay chúng ta gặp nhau để nói chuyện về Thầy Thích Minh Tuệ. Thì trong những ngày gần đây thì trên các cái trang YouTube á, trên kênh YouTube á, thì cũng đưa rất là nhiều các thông tin về Thầy Thích Minh Tuệ. Tuy nhiên là cũng không có một cái kênh nào quay trực tiếp được với thầy, toàn là những cái hình ảnh cũ thôi. Và cái thông tin thầy vẫn đi khất thực thì là có, cái đó là thầy đi khất thực hàng ngày vì thầy phải xin ăn, phải đi khất thực. Nhưng phạm vi của thầy đi khất thực thì nó chỉ gói gọn trong cái khu vực thầy đang ẩn tu thôi, chứ không có đi là như trước đây nữa. Thì những cái tình hình, những cái thông tin đó thì chúng ta chỉ biết rất là ít về thầy, không có biết nhiều. Cái thứ hai là tại khu vực của cốc thầy ở Gia Lai thì bà con Phật tử cũng đến đó cũng còn khá đông ha. Thì bởi vì sao? Bởi vì không được gặp được thầy, không thấy được thầy thì tất nhiên là bà con Phật tử sẽ tìm đến những cái nơi mà thầy đã từng tu tập. Mà ở đây điển hình nhất là cái cốc của thầy ở Gia Lai thôi, thì cái đó là một cái điều hiển nhiên. Thì tương lai sắp tới thì cũng chưa biết như thế nào, không biết là thầy có bộ hành nữa hay không, và có đi từ điểm này tới điểm kia nữa hay không thì mình cũng chưa biết. Hy vọng rằng là thầy sẽ tiếp tục cái pháp hạnh đầu đà, thực hiện 13 hạnh đầu đà là phải đi bộ hành đó, để bà con Phật tử có thể là nhìn ngắm thầy, đảnh lễ thầy. Thì hy vọng là như vậy. Và thời gian gần đây thì quý vị và các bạn cũng thấy là cũng ồn ào về cái chuyện mà thầy Thích Minh Đạo ở Bà Rịa Vũng Tàu đó. Thì sau khi thầy tổ chức một cái buổi lễ Vu Lan, mà phải nói là ngày hôm đó rất là đông bà con Phật tử tề tụ về ở cái thiền viện tu viện Minh Đạo ở Núi Dinh. Và từ ngày hôm đó thì theo các cái thông tin ở trên mạng thì thầy bắt đầu trả lại y bát, tăng tịch, nói chung là tất cả những cái gì mà thầy có được từ giáo hội là thầy đã trả về cho giáo hội hết, và thầy đã ẩn tu. Thì thời gian theo thầy nói, thầy Thích Minh Đạo nói là thầy sẽ ẩn tu 3 năm, 3 năm thì thầy mới quay trở về. Còn nếu mà hữu duyên á, thì cứ mỗi năm thì thầy sẽ về lại tu viện Minh Đạo nhân cái ngày lễ Vu Lan. Thì đến thời điểm hiện tại bây giờ, hôm nay là ngày 17 tây tháng 8 2024, nhằm ngày 14 tháng 7 năm Giáp Thìn, thì số bà con Phật tử vẫn về ở tu viện Minh Đạo cũng rất là nhiều, và bà con là hỗ trợ về tịnh tài cho tu viện Minh Đạo để nuôi các cái em mồ côi, và thầy thì đã ẩn tu rồi. Thế thì từ khi hiện tượng của thầy Thích Minh Đạo xuất hiện á, thì có rất là nhiều ý kiến mà ở trên mạng người ta gọi là sàm tăng. Thì từ xuất phát từ những vị thầy tu, những vị tu sĩ đó, thì không biết đó là tu ở địa điểm nào, ở chùa nào, thì có một vị thầy là cũng đã từng xuất hiện ở trên cái mạng YouTube và cũng khá nổi tiếng, đó là thầy Thích Minh Đạo, cũng có những cái lời nói là nói chung là chê trách thầy Thích Minh Đạo ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thì phải nói rằng người qua các cái sự việc như vậy á, thì mình mới nghiệm ra một cái vấn đề, một cái việc như thế này. Tu, những người tu sĩ là những người đã ly gia cắt ái, từ bỏ hết, buông bỏ hết cái chuyện thế gian để đi tu theo đạo Phật. Mà sao có những vị tu á, thì khi nói năng rất là nhỏ nhẹ, rất là ôn tồn, rất là nhẹ nhàng, rất là dễ mến, mà sao cũng có những người
mang danh là tu sĩ, nhưng mà khi nói thì rất là đanh đá, rất là ồn ào, nó không có dùng được những cái từ ái ngữ. Mà đã tu rồi là phải buông bỏ, quý vị, nhưng bà con cô bác, tu là phải buông bỏ, mà tại sao là cứ phải nghe ngóng thế sự ngay chỗ này, như thế này, như thế kia, để rồi phản bác với nhau, thì như vậy có đúng hay không? Ví dụ như thầy Thích Minh Tuệ, thầy đã buông bỏ hết tất cả các việc ở thế gian này rồi, thầy chỉ tập trung vô cái 13 hạnh của thầy đang chọn để đề tu. Thì cho dù mọi người có nói gì về thầy thì thầy cũng không biết, không cần quan tâm, cũng không có sử dụng điện thoại, cũng không có lên mạng để nghe ngóng coi có ai nói gì mình hay không, có ai tâng bốc mình hay không, mà có ai phê phán mình hay không, thì không có. Mà trái lại có những người á, mình nghĩ chắc có lẽ là cũng lên mạng để nghe ngóng dữ lắm, mà khi xuất hiện một cái vấn đề gì là bắt đầu lên livestream để phản biện, để nói lại. Mà phải nói là mình là một vị tu sĩ á, thì cái việc nói năng á, nó phải khác với là người đời, từ cái ngữ giọng, cái âm thanh, cái cường điệu à, nó phải khác đi thì nó mới là đúng của một người tu sĩ. Còn à, mình thấy có nhiều người nói à, không phải xứng đáng là những vị tu sĩ gì, và các bạn với bà con Phật tử. Cho nên như vậy thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện thì mới à, là làm rõ được giữa đâu là người thật tu và đâu là cái người mà không phải là tinh tấn lắm trong cái con đường tu học. Thầy đã làm sáng tỏ lên hết. Và quý bà con Phật tử á, cũng có một cái dịp, cũng có một cái cơ hội, cũng có một cái điều kiện để phân biệt được rõ ràng đâu là vị chánh tu, đâu là vị là không chánh tu à, rất là hay. Thì phải nói rằng là cái nồi cơm điện của thầy Thích Minh Tuệ nó giống như là một cái kính chiếu yêu, nó làm rõ lên hết những cái hình hài đã giống như trong phim Tại Thiên đó, quý bà con Phật tử. Những cái con yêu quái á, nó thường á là ngụy trang bằng những con người này, con người nọ, người như thế này, người như thế nọ, nhưng mà thật sự á là những con yêu tinh không à, từ ở trên trời giáng phàm xuống đội lớp người, rồi tìm cách ăn thịt đường tăng, rồi mới bị á là cặp mắt của Tôn Ngộ Không nhìn thấy và tiêu diệt đi. Thì ở đây á là cái nồi cơm điện của thầy Thích Minh Tuệ cũng giống như là một cái kính á, soi rõ hết tất cả à, từ từ sẽ xuất hiện à, từng người như thế nào, người như thế nào, ai có tâm tu, có tâm buông bỏ thì chắc người ta sẽ không nói, người ta sẽ không có đánh giá, người ta sẽ không bình luận, người ta sẽ không hơn thua, mà người ta phải tự nhìn lại cái bản thân mình, tự nhìn lại coi mình làm được cái gì và mình còn thiếu sót cái gì, mình khắc phục tiếp tục để mình tu tinh tấn trên con đường tu học, chứ không phải là đi moi móc, không phải là đi nhìn thấy cái điểm khuyết điểm của người khác mà không nhìn thấy được cái khuyết điểm của mình, đi lo nhìn người khác mà không nhìn lại mình đó, thì như vậy nó không đúng với lại tinh thần của đạo Phật. Thì phải nói là gần đây cái trên mạng á, trên hệ thống mạng YouTube á, thì sẽ mới xuất hiện một cái vị đó phản bác, hai vị rồi, vị này là vị thứ hai, trước là một cái vị nữa, thì phản bác thầy Thích Minh Tuệ, rồi phản bác thầy Thích Minh Đạo à, hai người phản bác, nhưng mà chưa biết là ai đúng ai sai, ai đã chọn con đường đi đúng, ai đã tinh tấn trong con đường tu học thì chưa biết. Đó, nhưng mà có những cái lời lẽ là mình thấy là không hay rồi à, mà Phật là đạo Phật á, là không có cái chuyện mà phê phán người khác, không có chuyện là chê người đó tu đúng hay tu sai, không có chuyện đó nha quý vị bà con Phật tử.
Nhưng mà lại có những cái người mà khoác trên người là chiếc áo tu nhưng mà lại nói những cái lời lẽ rất là hằn học, những lời lẽ rất hằn học. Bởi vì thầy Chánh Định có nói rằng người tu là phải buông, phải bỏ, tụng kinh, gõ mõ, đánh chuông. Tiếng chuông là buông, tiếng mõ là bỏ, buông bỏ. Nếu buông bỏ được hết thì sẽ thấy được tâm rất là thanh thản, an lạc và vô sự. Mà tâm mà chưa buông bỏ còn dính mắc, mà đặc biệt là dính mắc những cái chuyện trần thế nữa, thì khó mà được tìm được con đường giải thoát. Quý bà con Phật tử chúng ta cũng có thể là chiêm nghiệm ra được cái việc mà buông bỏ. Buông bỏ đây là không phải là đối với vị tu sĩ là khác, còn đối với vị Phật tử tại gia là khác. Cái từ buông bỏ nó khác nha. Tại vì mỗi một người có một cái nhiệm vụ, có một cái chức trách khác nhau, thì cái chuyện buông bỏ nó cũng khác nhau. Vị tu sĩ là người ta buông bỏ hết, người ta ly gia cắt ái, người ta sống độc cư, người ta tu hành theo cái hạnh nguyện của người ta rồi. Còn cái vị mà tại gia là buông bỏ theo một cái nghiệp, cái nhìn ở góc độ, cái nhìn khác nữa. Người ta không thể buông bỏ hoàn toàn giống như vị tu sĩ được, nhưng mà người ta buông bỏ đi cái tham, cái sân, cái si, người ta buông bỏ được những cái thứ đó, chứ không phải là buông bỏ như vị tu sĩ được. Thì quý bà con Phật tử có thể thấy là khi mình nghĩ cái việc gì đó của mình cố gắng mình đạt cho bằng được là của mình, làm riêng cho của mình, mà nếu chúng ta không làm được thì tự nhiên thấy rất là phiền não. Nhưng mà khi chúng ta nói là buông bỏ hết thì không nghĩ tới cái việc đó là xem như là có cũng được, không có cũng được, thì tự nhiên sẽ cảm thấy an tâm hơn rất là nhiều. Chính vì vậy trong nhà Phật phải có nói cái từ là buông bỏ. Buông là bỏ, không có cầm nắm bắt giữ, giữ ở trong tay, giữ ở trong tâm, mà là buông bỏ hết thì sẽ cảm thấy an lạc. Còn mình nhìn người khác mà mình suy ra của mình nhìn người khác, con đường của người ta đang chọn, người ta đang tu theo cái hạnh, theo cái nguyện của người ta, mà mình lấy cái suy nghĩ của mình để mình đánh giá cái hạnh, cái nguyện của người khác, rồi mình cho rằng đó là người đó làm không đúng, thì như vậy là cái nhìn nó chưa có được là tổng quát, cái nhìn chưa có được là sâu sát. Mình còn lấy cái của mình để phân biệt với lại cái của người khác, lấy cái của mình mà áp đặt lên cái người khác, thì như vậy là không có đúng theo cái tinh thần của đạo Phật. 84.000 pháp môn thì vị nào phù hợp căn cơ với pháp môn nào thì người ta sẽ tu, người ta sẽ chọn con đường của pháp môn đó. Mà khi đã chọn rồi thì người ta sẽ hành trì rất là nguyên mật theo cái hạnh người ta đã chọn. Mình chọn cái của mình thì mình lo cái phận của mình lo mình coi có tinh tấn được với cái hạnh, cái nguyện mình chọn hay không. Chứ tại sao mình phải đi phê phán, mình đi bình luận, mình đi phê bình cái hạnh, cái nguyện của người khác được. Giống như trưởng lão Thích Thông Lạc có nói đó, là tu sống như thế nào để không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sanh. Mình đừng có làm khổ mình. Mình cứ suy nghĩ người ta đúng sai rồi cái tự mình làm khổ mình, rồi mình là phê bình khiển trách, dùng những lời lẽ không hay đối với người khác, thì mình chỉ làm khổ cho người khác, làm khổ cho chúng sanh. Như vậy là không có an lạc và vô sự được. Cho nên tu, thầy Thích Minh Tuệ cũng có nói như vậy đó, là không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sanh. Từ những cái hành động, cái suy nghĩ của mình, không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ chúng sanh, thì như vậy nó mới là một cái bậc đúng là nghĩa là đi tu. Đã bỏ hết các cái việc đời rồi mà còn quan tâm đến cái chuyện mà đúng sai ở trên đời nữa. Như vậy thì mình thấy như vậy thì quý bà con Phật tử là chúng ta có thể nhận ra được đâu là người để chúng ta đáng kính trọng,
đáng đảnh lễ, đáng cúng dường rồi đúng không? Chứ không phải gặp ai cũng phải cúng dường. Mà cúng dường thì có phước rồi đó, cúng dường thì có phước, nhưng cái phước lớn nhất là phải biết giữ giới. Thầy Thích Minh Tuệ đã dạy như vậy đó. Cúng dường không phải là không có phước, cúng dường cũng có phước, nhưng mà phải biết giữ giới nữa thì nó mới có phước lớn. Và đặc biệt cúng dường cũng phải cúng đúng nơi đúng chỗ. Chúng ta cúng dường đối với một cái vị có đạo đức, có tinh tấn tu học thì quý bà con Phật tử sẽ được phước. Nhưng vô tình chúng ta cúng dường cho cái người mà cái người đó không có tinh tấn tu học, không có đạo đức, nhân bản, nhân quả, thì chúng ta không có phước gì hết. Chẳng có phước gì, đôi lúc còn bị tổn phước. Đức Phật có dạy rằng là cúng dường để làm cho các tu sĩ bị chởn mãn trong công việc tu học, rồi là ỷ lại, rồi sống cái cuộc sống mà không có thiểu dục tri túc thì cũng là cái tội chứ không phải là cái phước nha quý bà con Phật tử. Thì tóm lại cái video ngày hôm nay, thứ nhất là để sơ lược lại tình hình của thầy Thích Minh Tuệ trong những ngày gần đây. Cái thứ hai là xuất hiện những cái vị có những cái lời nói không hay đối với thầy Thích Minh Đạo ở Bà Rịa Vũng Tàu. Và cái thứ ba là cái việc nhận ra đâu là người để chúng ta đáng đảnh lễ, đáng cúng dường. Ba cái nội dung gói gọn trong video ngày hôm nay để gửi đến quý bà con Phật tử gần xa xem để cùng chia sẻ. Quý bà con Phật tử, quý vị và các bạn xem kênh video, xem được video clip này á, nếu có ý kiến gì về nội dung trên video, xin hãy để lại bình luận. Và xin mọi người hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ và nhớ nhấn nút cái chuông để cập nhật được video mới một cách nhanh nhất ha. Còn bây giờ xin thân ái và chào tạm biệt.